Bản tin tối 28 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 174 ca mắc COVID-19, trong đó gồm 173 ca mắc trong nước. Riêng Bắc Giang ghi nhận 123 ca, Bắc Ninh ghi nhận 20 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca. Một ca cách ly ngay tại Vĩnh Long sau khi nhập cảnh. Như vậy, cả ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 254 ca mắc COVID-19, trong đó có một ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Thông tin về các ca mắc mới cụ thể như sau. 173 ca ghi nhận trong nước. Các bệnh nhân từ 6.397 đến 6.399 ghi nhận tại thành phố Hà Nội là các trường hợp F1 đã được cách ly. Các bệnh nhân từ 6.400 đến 6.403, 6.406, 6.407, từ 6.409 đến 6.422 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Trong đó 14 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Bắc Giang đã được cách ly. Bệnh nhân 6.404 và 6.405 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn. Trong đó 1 ca là F1 của bệnh nhân 3.238, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân 6.423 đến 6.447 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 21 ca liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 4 ca khác đang điều tra dịch tễ. Các bệnh nhân từ 6.448 đến 6.570 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là bệnh nhân 6.408, đang được cách ly tại Vĩnh Long sau khi nhập cảnh, là bệnh nhân nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ngày 6 tháng 5, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH3324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 27 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long. Về tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 122 ca, lần 2 là 41 ca, lần 3 là 70 ca, số ca tử vong là 47 ca, số ca điều trị khỏi là 2.896 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.